Rồi chào cả nhà ngày mới nha. Đây máy này mình chưa gáp xong thì máy khác lại tới để cho mình gã nha. Thì phố cũng gửi lời cảm ơn đến những khách thân mến của phố nha. Thì đây mình vừa gã cái máy xì bo, chuẩn bị làm máy nha. Thì cái này lưu quá thì phố cũng bít ra video nha cả nhà. Rồi đây là video gửi cả nhà mình xem vui nha. Rồi sẵn anh em nào muốn học nghề, muốn kiếm chỗ có máy có xe làm nhiều thì đây anh em liên hệ mình nha. Đây ngày hôm nay ngày 28 tháng 2 nha. Thì đó cả nhà xem tiệm của mình toàn là động cơ. Video thì Phú quay là chủ yếu gửi đến cả nhà mình xem vui nha cả nhà, chứ mình không có phải là mình phê phan hay là mình xạo này kia nha. Thì đó mình quay để cho mấy anh em nào mà đam mê nghề, muốn học nghề thì đó, thì anh em biết để mà mình kiếm chỗ có xe nhiều mình làm nha. Rồi thôi Phố xin kết thúc video cả nhà, bắt tay vào việc nha. Cái này thì Phố cũng khá là lu bu nha, bởi vì video thì nó cũng ít ra video nha mọi người. Thì sau khi nào rảnh có thời gian thì Phố sẽ làm video tiếp để up lên cho cả nhà mình xem nha. Rồi thôi bye bye cả nhà nha, bye bye.